Xin chào các bạn, trên tay mình đang là một cái chiếc túi chống ẩm hay còn gọi là silica gel. Thì ở trên cái chiếc túi này nó có cái dòng chữ là đừng nên ăn và hãy vứt đi. Tuy nhiên thì nó chỉ đúng một phần, nghĩa là chúng ta đừng có nên ăn nó, bởi vì sẽ gây ra ngộ độc nếu mà nuốt phải. Đã có nhiều vụ ngộ độc xảy ra rồi, cho nên là chúng ta từ đó là đừng có ăn nó. Tuy nhiên thì chúng ta có thể tận dụng nó cho nhiều cái mục đích sử dụng khá là hữu ích. Thì sau đây mình sẽ chia sẻ 5 cái cách sử dụng cái chiếc túi này. Thứ nhất thì sau khi mà điện thoại hoặc là những cái thiết bị điện tử nào đó của chúng ta bị rơi vào trong nước, thì cái điều đầu tiên là chúng ta sẽ lấy nó ra và ngay lập tức tắt nguồn. Thì thay vì chúng ta bỏ nó vào một cái lọ và có gạo trong đó để hút ẩm, thì chúng ta có thể thay thế bằng cái túi chống ẩm này. Cũng có cái hiệu quả hút ẩm cho cái thiết bị của chúng ta khá là tốt. Thứ hai thì mình đọc trên một số cái chuyên trang về xe hơi thì họ còn cho biết là chúng ta có thể dùng cái chiếc túi chống ẩm này để ở bên dưới kính chắn gió trong xe hơi, thì nó sẽ hạn chế được cái việc là có cái hơi sương mù nó bám vào ở cái bên trong của xe gây cản trở tầm nhìn. Thì đó cũng là một cái điều rất khá là khó chịu và chúng ta có thể khắc phục bằng cái chiếc túi chống ẩm này. Một cái công dụng thứ ba nữa là chúng ta có thể dùng nó để kéo dài thời gian sử dụng của dao cạo râu. Thì như các bạn có thể biết thì cái độ ẩm là kẻ thù của dao cạo râu, khiến cho nó nhanh chóng bị gỉ sét và chúng ta phải vứt nó đi. Tuy nhiên thì nếu mà sau khi sử dụng xong chúng ta đã rủ sạch nước và chúng ta có thể bỏ nó vào một cái lọ gì đó nó kín, rồi chúng ta bỏ một vài cái chiếc túi chống ẩm này vào, thì nó sẽ có tác dụng hút ẩm và từ đó kéo dài tuổi thọ của dao cạo râu hơn. Một cái công dụng thứ tư nữa là chúng ta có thể cho những cái chiếc túi chống ẩm này vào những cái túi đựng dụng cụ tập gym hoặc là túi đựng giày sau khi chúng ta đi đá banh xong chẳng hạn. Thì như các bạn có thể biết là những cái túi đó nó chứa khá là nhiều mồ hôi của chúng ta sau khi chúng ta hoạt động ngoài trời. Thì cái việc cho cái chiếc túi chống ẩm này nó sẽ có tác dụng hút ẩm và từ đó là ngăn chặn cái sự phát sinh của vi khuẩn gây ra những cái mùi hôi khá là khó chịu. Ngoài ra thì trong quá trình sử dụng giày dép, chúng ta có thể cho một chiếc túi chống ẩm này vào sau khi sử dụng thì nó cũng có tác dụng tương tự. Một cái công dụng thứ năm nữa là nếu mà các bạn lưu trữ những cái hình ảnh kỹ thuật số hoặc là ổ cứng giống như là cua hẹp mà không hề in ra thì các bạn sẽ không cần quan tâm. Tuy nhiên nếu mà đối với những cái bức ảnh chụp bằng phim hồi xưa và sau khi rửa ra thì cái độ ẩm có thể gây phá hỏng cái bức ảnh đó, thì các bạn có thể dùng những cái chiếc túi chống ẩm này cho vào cái khu vực lưu trữ những bức ảnh đó để có thể là kéo dài cái tuổi thọ của nó hơn. Ngoài ra thì đối với những cái thiết bị máy chụp ảnh như thế này thì cái độ ẩm cũng là kẻ thù của ống kính đồ chẳng hạn. Thì nếu mà không có tiền để đầu tư một cái chiếc tủ chống ẩm đúng nghĩa thì các bạn có thể sử dụng những cái chiếc túi này, cũng có tác dụng hút ẩm khá là tốt. Thì trên đây chỉ là một vài cái cách sử dụng cái chiếc túi chống ẩm này mình muốn chia sẻ với các bạn. Tất nhiên còn rất là nhiều cách khác nữa, các bạn có thể comment thêm trong bài viết của mình. Xin cảm ơn các bạn.